Tôi là chủ nhà đấy, nhưng khi nhận được cái bản thiết kế của đơn vị Green này là cũng rất là ưng ý. Gia đình sử dụng đi khi đi vào sử dụng cảm thấy rất là thoải mái và rất là hợp lý. Rất là cảm ơn đội ngũ nhà đẹp Green đã thiết kế cho tôi một cái bản vẽ được làm một ngôi nhà mà rất là ưng ý. Vâng, xin chào tất cả quý cô bác anh chị trong toàn quốc. Rất vui mừng gặp lại các anh chị. Và ngày hôm nay thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green chia sẻ với anh chị về cái công trình cho nhà anh Hùng ở Đông Hưng, Thái Bình. Thì hôm nay chúng tôi về thăm công trình với công trình nhà 2 tầng mái Thái rất là đẹp, hệ 3 mái cái này các anh chị nhé. Và đây là cái sản phẩm thực tế thì các anh chị quan sát. Và ngày hôm nay thì chúng tôi chia sẻ với các anh chị cái công trình này. Đây là hồ sơ bản vẽ gia đình giữ đến giờ phút này rất là cẩn thận này. Đấy, góc nhìn tiếp theo. Và công năng bên trong đây các anh chị. Tầng 1 thì gồm có một phòng khách 26m², phòng ngủ 15m², phòng ngủ 13m², phòng tắm và vệ sinh. Cầu thang chúng ta sẽ lên trên tầng trên. Trên tầng trên thì chúng ta có một phòng thờ và hai phòng ngủ, khu tắm vệ sinh và khu vực phòng sinh hoạt chung. Toàn bộ công trình này đã hoàn thiện xong và ngày hôm nay thì chúng tôi về để tham quan công trình và chia sẻ toàn bộ cái mẫu nhà này cho anh chị. Mời anh chị chúng ta sẽ cùng tôi khám phá không gian công trình. Kích thước mặt tiền từ bên này sang bên này là 9m2, chiều sâu nhà cả bậc là 13m các anh chị nhé. Và cái không gian nhà cũ của gia đình thì ở bên cạnh thì vẫn còn giữ nguyên này. Và không gian bếp thì gia đình tách ở phía ngoài. Để mời các chị chúng ta sẽ khám phá từ ngoài vào bên trong. Thì với không gian ở phía ngoài thì ở đây các anh chị quan sát là cái phần cột và các cái vị trí đắp vẽ hoa văn từ ô cửa sổ và các cái phần phía trên thì tạo điểm nhấn rất là đặc biệt cho ngôi nhà. Và đặc biệt là hai cái phần trụ cột thì được sơn giả đá màu vàng rất là đẹp, nổi bật và sang trọng, các anh chị lưu ý. Và tất cả các không gian thì tạo ra cái điểm nhấn đặc biệt cho ngôi nhà. Ở cái khu vực phần móng thì ốp đá. Đấy các anh chị. Và đây chúng ta sẽ bước 5 bậc để chúng ta vào. Và đây là đá granite kim sa. Ở giữa thì được màu đỏ mất và hai bên thì màu xanh đậm để tạo điểm nhấn. Và đây là giống như thảm đỏ chúng ta mời khách vào nhà các anh chị nhé. Và đặc biệt thì ở phía bên này thì thiết kế sẵn hai cái phần để chậu. Đấy chúng ta đang đây. Đây là một cây mộc hương rất là thơm này để tỏa ngát hương thơm vào trong nhà. Và hai vị trí cột này để tạo điểm nhấn đặc biệt cho không gian. Thì mời anh chị chúng ta sẽ cùng tôi đi vào bên trong để khám phá cái công năng của công trình. Thì ở đây vào bên trong thì khu vực này là khu vực phòng khách của gia đình. Khu vực phòng khách có diện tích là 26m² các anh chị nhé. 26m², rất là rộng rãi và thoáng. Đấy các anh chị nhìn. Đấy. Tại vị trí phòng khách này thì các anh chị quan sát chúng ta đã để sẵn cái bộ bàn ghế này. Đấy các anh chị nhìn. Đây. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ bố trí sẵn cái bộ bàn ghế để chúng ta tiếp đón khách. Và cái không gian này thì chúng ta ngồi đây cũng rất là ấm cúng. Và các vị trí tivi, tất cả ô cửa sổ lấy ánh sáng, toàn bộ không gian nhà lấy ánh sáng tự nhiên. Thì, với không gian phòng khách 26m² như này thì rất là phù hợp các anh chị nhé. Phía sau khu vực phòng khách này đây là một phòng ngủ. Phòng ngủ này có diện tích là 13m². Và phía bên này thì chúng ta có thêm một phòng ngủ nữa, là phòng ngủ này có diện tích 15m². Và khu vực cầu thang này thì chúng ta sẽ có cái hành lang đi xuống bếp các anh chị nhé. Và dọc cái hành lang này thì chúng ta sẽ có khu vực phòng tắm và phòng tắm riêng, phòng vệ sinh riêng và ô cửa sổ nhìn toàn bộ không gian ra phía sau vườn. Khu vườn phía sau rất là rộng. Thì đây là không gian một phòng ngủ nữa. Mời anh chị chúng ta sẽ lên trên tầng trên. Ở phía tầng trên này con cháu thì chúng ta sẽ có cái phần lan can tay gỗ. Chúng ta sẽ cầm đây thì rất là ấm áp về mùa đông và mát vào mùa hè các anh chị nhé. Đấy, mời anh chị chúng ta sẽ lên trên tầng 2. Ở trên tầng 2 thì như chúng ta vừa chia sẻ cho các anh chị đấy, thì chúng ta có hai phòng ngủ và một phòng sinh hoạt chung. Tại vị trí ô cầu thang này thì chúng tôi thiết kế ô cửa sổ để lấy ánh sáng toàn bộ vào không gian khu vực cầu thang. Mời các anh chị chúng ta sẽ lên trên tầng 2. Ở đây thì trên khu vực tầng 2 này thì chúng ta có một cái phòng sinh hoạt chung. Tại không gian phòng sinh hoạt chung này thì chúng tôi cũng để ô cửa sổ lấy ánh sáng toàn bộ vào không gian nhà. Và ở đây thì chúng ta sẽ chia thành hai bên. Phía bên này là một phòng ngủ y chang tầng dưới và phòng tắm và vệ sinh. Và phía bên này thì chúng ta có một phòng thờ và một phòng ngủ. Bây giờ mời các anh chị chúng ta sẽ khám phá không gian phòng thờ ra phía trước ngoài nhà của công trình. Thì đây là cái không gian phòng thờ của gia đình.
thì mỗi một không gian của gia đình thì chúng ta luôn luôn có những cái không gian thờ cúng, và để có được cái không gian nhà đẹp như này thì chúng ta luôn luôn phải biết ơn đến thế hệ đi trước. Và đặc biệt thì trong cái cuốn Chiếu Thư chúng ta có hai câu đối rất là đẹp, bạn Caramen có thể di chuyển ra đây chúng ta sẽ nhìn thấy hai câu đối. Và trong hai câu đối này thì có các cái vế rất là hay. Bên này là đây này, tử tôn tài trí kế tiền nhân. Đấy, các anh chị nhìn này, dịch ra cái tiếng Việt là tử tôn tài trí kế tiền nhân. Còn phía bên này thì chúng ta có thêm một cái vế đối bên này nữa. Vế đối bên này thì tôi sẽ đi sát gần di chuyển, tổ tiên đức cao lưu hậu thế. Thì đấy là những cái câu đối rất là đẹp ở trên ban thờ. Và chúng ta luôn luôn phải biết ơn các thế hệ trước cha ông ta để có được cái không gian nhà đẹp như thế này. Đấy là không gian nhà thờ. Và tiếp theo không gian thờ thì các anh chị khám phá đây là không gian phòng ngủ. Và không gian phòng ngủ thì chúng ta lại tương tự như ở dưới tầng 1, thì chúng ta sẽ có một cái không gian phòng tiếp theo ở khu vực này, một phòng ngủ nữa và khu vực tắm vệ sinh đi sang ở dưới tầng 1 các anh chị nhé. Ở đây thì anh đã chuẩn bị cái thang để chúng ta sẽ trèo lên mái để kiểm tra cái phần tách nước. Mời anh chị chúng ta sẽ di chuyển xuống phía dưới và tham quan toàn bộ cái không gian kiến trúc bên ngoài một lần nữa. Và mời anh chị chúng ta lại di chuyển về phía ngoài nhà để ngắm lại không gian lần nữa. Thì dọc cái hành lang này thì chúng ta sẽ đi xuống bếp, mời anh chị chúng ta cái quan sát cái không gian hành lang này. Đây thì khu vực hành lang chúng ta sẽ xuống bếp này. Đấy, đây là không gian bếp của gia đình. Thì khu vực bếp nấu phía ngoài thì nó đỡ mùi anh chị nhé. Đấy, để không gian bếp thì mời anh chị chúng ta sẽ khám phá tiếp. Ở dưới này một phòng ngủ này, tắm vệ sinh và một phòng ngủ nữa. Ở tầng dưới chúng ta có hai phòng ngủ. Và ở đây thì phòng khách có bức tranh mã đáo thành công. Đấy, những cái bức tranh mang ý nghĩa không gian nhà để chúng ta làm việc gì cũng hanh thông. Thì ở trong mỗi một ngôi nhà thì chúng ta luôn có trang trí những cái không gian như tranh và các cái đồ đề co để chúng ta tạo điểm nhấn đặc biệt cho không gian nhà. Và với công trình nhà anh Hùng này thì chúng tôi đã chia sẻ nhanh cho tất cả các anh chị toàn bộ cái không gian kiến trúc từ bên trong và phía ngoài công trình để chúng ta nhìn được cái không gian tổng thể của ngôi nhà. Cũng qua video lần một lần nữa rất là biết ơn gia đình anh Hùng đã sử dụng dịch vụ tư vấn thiết kế của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Chúc anh và đại gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công nữa trong cuộc sống. Một lần nữa biết ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi cuối đoạn video clip này. Những anh chị nào ở Đông Hưng, Thái Bình cần tư vấn thiết kế và tham quan công trình này thì hãy nhấc máy lên gọi điện cho chúng tôi theo số hotline là 0386325566. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ tất cả các anh chị. Rồi hẹn gặp lại anh chị ở video tiếp theo. Vâng, xin chào tất cả các quý khán giả. Vừa rồi thì chúng ta tham quan toàn bộ không gian công trình. Thì đây là anh Hùng, chủ công trình nhà đẹp mà các anh chị có thể theo dõi. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ có một vài câu hỏi để phỏng vấn anh Hùng, và anh Hùng sẽ có những cái giải bày chia sẻ cho tất cả quý khán giả. Thì câu hỏi đầu tiên muốn gửi đến anh là khi anh nhận được bản vẽ của nhà đẹp Green và thiết kế công trình này thì anh khi vào ở rồi anh cảm nhận thế nào? Là tôi là chủ nhà đấy, nhưng khi nhận được cái bản thiết kế của đơn vị Green này thì cũng rất là ưng ý. Gia đình sử dụng đi, khi đi vào sử dụng cảm thấy rất là thoải mái và rất là hợp lý. Rất là cảm ơn đội ngũ nhà đẹp Green đã thiết kế cho tôi một cái bản vẽ được làm một ngôi nhà rất là ưng ý. Vâng, rất là cảm ơn anh. Thì thay mặt đội ngũ thì chúc anh và đại gia đình luôn mạnh khỏe, chúc và thành công. Thì cũng thêm câu hỏi nữa, nếu mà anh có một lời khuyên gì cho tất cả các quý anh chị chuẩn bị xây nhà thì anh chị anh Hùng khuyên các anh chị như nào? Nếu như các bạn mà có ý định xây nhà thì tất nhiên là bây giờ thì cũng rất là nhiều đơn vị tư vấn thiết kế, nhưng mà theo tôi thì mình cũng nên tham khảo cái đơn vị thiết kế Green này, một lần đơn vị rất là uy tín mà cảm thấy thiết kế bản vẽ rất là ưng ý mà cũng rất là nhiệt tình. Khi mình đã tin tưởng giao cái niềm tin của mình cho đơn vị thiết kế nhà đẹp Green. Vâng, rất là cảm ơn anh. Chúc anh luôn luôn mạnh khỏe nhé. Rất cảm ơn anh đã tin tưởng đội ngũ các kiến trúc sư nhà đẹp Green. Thì vừa rồi các anh chị nghe tâm sự của anh Hùng, và một lần nữa thì rất là biết ơn tất cả các quý khán giả đã luôn đồng hành và ủng hộ của nhà đẹp Green trong quá trình thiết kế thi công xây dựng trên tất cả các tỉnh thành trong toàn quốc, và đặc biệt là anh Hùng cũng là một người rất là tin tưởng nhà đẹp Green. Thì rất là biết ơn anh và gia đình, và chúc anh bố mẹ và tất cả tổng thể gia đình mình luôn mạnh khỏe và gặt hái được nhiều thành công nữa trong cuộc sống. Cảm ơn anh. Cảm ơn các anh.